đấy, khá là tiện đấy, chúng ta có thể xịt rửa nha bạn, nó dễ dàng đấy. Còn một cái điểm hay để mà chia sẻ cùng với bà con mình, cái phanh thì nước chảy về cuối chuồng rồi đây, caramel lại đây để cho mà bà con mình xem này đấy. Phanh này nó tụt hết như thế này các bạn đấy, cũng là một một cái mà tiện để mà cho bà con mình học hỏi đấy. Vậy là một ngày anh vệ sinh chuồng trại. Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khởi nghiệp TV và chúng ta lại gặp nhau. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thủ đô Hà Nội để đi quay một cái mô hình nuôi động vật hoang dã, đó chính là con cầy vòi móc. Review cho các bạn xem về cái động vật, cái con mô hình chăn nuôi này như thế nào, cho nó hiệu quả hay không. Thì mời các bạn vào tham quan trang trại mình để cùng gặp gỡ anh Chính, chủ trại ở đây, để nói lên những cái khó khăn hoặc là những cái nỗi niềm hoặc là những cái kinh nghiệm để chia sẻ về cái vật con vật nuôi này ha. Và các bạn theo chân mình. Rồi, xin chào anh Chính. Xin chào anh. Dạ, giới thiệu với các bạn, đây chính là anh Chính, chủ trang trại chồn hay còn gọi là cầy vòi móc ở đây đúng không ạ? Xin chào tất cả quý bà con, tôi là Phan Đức Chính, chủ trang trại cầy vòi móc. Hiện địa chỉ của tôi là Đồng Văn, Hà Nam ạ. Thì ngày hôm nay em đến đây để mà tham quan cũng như là lắng nghe những cái kinh nghiệm chia sẻ của anh về cái động vật nuôi này. Thì hầu như là người ta nói về con chồn hoặc là con cầy thì nó cũng là một tên gọi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà theo em biết thì chồn hay cầy thì nó có hai ba loại, là chồn hương rồi chồn móc rồi rất là nhiều loại, nhưng mà em cũng thực sự là chưa rành về cái con vật mà chồn móc này, cho nên hôm nay em muốn đến tận nơi để em tìm hiểu xem là giữa những cái chồn hương với chồn móc này nó có ưu nhược điểm như thế nào và hiệu quả chăn nuôi nó có hiệu quả hay không, để mà lắng nghe từ anh. Mong anh là có thể chia sẻ với mọi người một xíu ha. Rất vui được chia sẻ với bà con ạ. Trên Việt Nam mình hoặc trên thế giới hiện tại đang hơn 200 loài loài chồn. Và ở Việt Nam mình đang thích hợp nhất là có hai loại chồn, đó là chồn hương và chồn mốc, rất là thích hợp với khí hậu chăn nuôi và phù hợp với cho cái bà con, quý bà con nông dân chăm sóc. Đây và đây là giống chồn mốc đấy ạ. Đây mọi người vào đây mà có thể cho mọi người xem cho nó một kỹ một xíu. Anh có thể cái này đóng cửa không mở được nha. Ôi sao nó hiền vậy anh? Dạ đúng rồi, chồn này là chồn nhà mình sinh sản ra. Thì mình chăm sóc từ nhỏ nên nhỏ. Nó đây nó đang rất là đói ăn, chút nữa đang đến giờ này là đến giờ cho ăn này. Như đợt trước em có đi quay và tham quan một cái trang trại là nuôi chồn hương. Nhưng mà em cảm giác là nó rất là còn bản tính, nó rất là hoang dã và nó rất là hung, chứ nó không có thân thiện như những con này. Và như cái con cầy vòi móc này thì nếu mà trọng lượng mà tối đa hết cỡ thì khoảng bao nhiêu kg ạ? Nếu mà trọng lượng tối đa của con chồn vòi móc này là tối đa là 9 cân. Ồ, to vậy hả? Dạ đúng rồi, nó sẽ to gấp đôi con chồn hương. Đúng rồi. Còn thời gian sinh trưởng của nó có nhanh không anh? Thực khoảng bao lâu thì được 9 cân, hoặc là từ lúc mà đẻ ra đến lúc mà có thể bán thịt đi, mình 9 cân là có thể là mức độ tối đa rồi. Nhưng mà mình nói ở mức cái mức độ là từ khi đẻ ra mà nuôi đến có thể bán thương phẩm bán thịt được thì khoảng bao lâu? Từ lúc chúng ta bắt đầu là từ lúc sinh sản, từ lúc bé này, chúng ta nuôi là đến từ 9 tháng cho đến 1 năm là bắt đầu là chúng ta đã có thể là bán những con chồn thương phẩm được rồi. Và con chồn đạt đến 9 cân thì chúng ta phải nuôi thời gian dài để lấy những con chồn tốt nhất để tạo ra cái cặp chồn giống đẹp nhất, là chúng ta sẽ phải chăm sóc từ khoảng đến 2 năm. Nếu mà còn cái vấn đề mà thời gian mang thai đó anh. Con này em thấy nó to nhỉ. Con này là đực hay là cái đi ạ? Con đực đấy ạ. Con đực đang chờ đây, đây bên này là con cái đang chờ để phối giống đấy. Nó to quá nhỉ. To quá. Bên đây là con cái hả? Đây con cái đã đẻ một lứa đang chuẩn bị chờ lên giống đây.
cái hậu bị chuẩn bị lên giống. Đấy, như các bạn thấy là mỗi chuồng thì ảnh đều đánh số thứ tự này, rồi có kẹp ghi chú ở ngoài để mà tiện theo dõi như này, thì đây cũng là một cái hay cho bà con mình, đáng để học hỏi. Còn về cái cách thức làm chuồng thì anh có thể chia sẻ với mọi người để nuôi cái con cầy và móc này làm chuồng như thế nào sao cho nó hiệu quả mà rẻ tiền nhất không ạ? Cái kích thước làm chuồng này thì nó cực kỳ rất đơn giản ạ. Cái kích thước của em đang làm đây là một mét, có nghĩa là 1 mét vuông đấy ạ. Chiều cao 1 mét vuông, đúng rồi, chia làm hai ngăn, đúng rồi. Đây có lẽ từ đây đến đây là 1 mét này. Dạ đúng rồi ạ. Rồi một từ đây đến đây là 1 mét. Dạ. Rồi chia làm hai ngăn. Đối với cái chuồng nhỏ thì chúng ta chia thành hai ngăn để chúng ta tách để dễ chăm sóc. Còn đối với chuồng chuồng bố mẹ thì chúng ta lên để một mét vuông để chúng ta cho chuồng đến khi là phối giống thì chúng ta sẽ nó sẽ rất là tiện, thuận tiện. Nếu mà như một cặp bố mẹ thì có thể chúng ta để 1 mét 1 mét như vậy, đúng nếu rồi mà nuôi luôn. Đúng còn rồi. Nếu mà chuồng nhỏ tách con ra vậy thì chúng ta có thể ngăn đôi để đúng tiết rồi. Kiệm cái diện tích. Dạ. Và cửa thì các bạn có thể thấy là có cửa như này đấy, khá là tiện, mở ra mở vô đấy. Như bên đây thì cũng có cửa này các bạn, cửa mở hai bên đấu vào nhau như này đấy. Đấy, ô mấy em chuồng này ở đây có thân thiện nha. Em quay vào đây cho mọi người xem con chồn nó kỹ hơn một xíu. Đây chính là con cầy vòi móc hay gọi là chồn móc đó các bạn. Đây đoạn này đang được 6 tháng tuổi đấy ạ. Và cái như các bạn thấy là cái chiều cao sàn từ dưới lên đây thì mình ước chừng khoảng là cỡ 50 phân, 45 đến 50 phân các bạn. Thì phân này, rồi những cái thứ con chuồn ăn hàng ngày thì nó sẽ rớt xuống đây đúng không anh Chính nhỉ? Dạ đúng rồi. Chúng ta thiết kế như này để cái khi nào phân xuống đây thì chúng ta sẽ có cái vòi nước xịt rửa sạch sẽ. Thì để cho cái con chuồn chúng ta không bị bệnh tật. Để cái mình sẽ phòng chống trước khi nào nó sẽ bị bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng rồi ạ, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì các bạn thấy là ở bên kia có một đoạn bo lên một hàng gạch, ở đây bo lên hàng gạch để tránh mà khi mà xịt nước thì phân nó tung tóe ra ngoài thôi. Đây cũng là một cái điểm hay để đáng lẽ cho mọi người tham quan và học hỏi. Thì khi mà xịt rửa trong này thì phân sẽ trôi về cuối chuồng, như vậy thì nó không có bê bết lại xung quanh cái lối đi của chúng ta, giúp cho cái chuồng trại của chúng ta vệ sinh rất là tốt. Và cho em hỏi thêm một cái là như trong cái quá trình anh nuôi thì anh thấy là con chuồn móc này nó có bệnh gì nguy hiểm nhiều mà chết hàng loạt không anh? Dạ không, cái đặc biệt của con chuồn vòi móc này là chăm nuôi nó rất đơn giản và gần như nó rất ít bệnh tật. Cái quan trọng nhất của nó là cái nguồn thức ăn. Thức ăn phải sạch sẽ và cái chuồng trại của chúng ta phải luôn luôn đảm bảo cái độ thông thoáng sạch sẽ, làm sao cho con chuồn nó sẽ không bị mắc cái vi khuẩn. Nó bệnh quan trọng nhất của nó là đường ruột. Chúng ta sẽ cải thiện cái thức ăn này sạch sẽ này và cái chuồng trại sạch sẽ, thế là đảm bảo gần như là sẽ không còn cái bệnh tật gì cho con chuồn nữa. Nói chung là thứ nhất là nói chung là con nào cũng có bệnh chứ không phải là không. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta phải chú ý thứ nhất là về hệ tiêu hóa của nó, là đúng thức rồi. Ăn là nên chà rửa hoặc là những cái đảm bảo cái nguồn đầu vào, đừng có thuốc trừ sâu trừ bệnh gì. Dạ, đúng đấy rồi. Là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chuồng trại chúng ta phải sạch sẽ thông thoáng để mà hạn chế cái mầm bệnh. Đúng rồi ạ. Vậy thì em nghĩ là cái mô hình nuôi con chuồn móc này thì cũng khá là tương đối là nếu mà chúng ta đam mê với nó thì có thể vẫn là nuôi được chứ không phải là quá khó. Nuôi theo như kinh nghiệm của mình nuôi thì cảm thấy nó rất đơn giản, dễ nuôi và dễ chăm sóc. Và cái thời gian chăm sóc nó rất là ít. Ví dụ như cái mô hình ở đây thì chăm sóc thì các bạn thấy rằng là cái thời gian dọn dẹp nó chỉ mất khoảng 30 phút là chúng ta có thể dọn dẹp xong cái chuồng trại của mình rồi. Đúng rồi, nếu mà anh làm trên cái công nghệ đây mà thì chuồng sàn như này đây, các bạn có thể thấy là đấy, đây thì mình có thể là khô ráo và sạch sẽ như này. Thì ở đằng trước đây thì có cái vòi rửa nhà. Đây anh có thể cắm bơm vào cái là xịt thôi đúng không ạ? Đấy. Khá là tiện. Đấy, chúng ta có thể xịt rửa như vậy. Nó dễ dàng. Đấy còn một cái điểm hay để mà chia sẻ cùng với bà con mình, cái phân thì nước chảy về cuối chuồng thôi. Đây caramel lại đây để cho bà con mình xem này. Đấy. Phân này nó tụt hết như thế này các bạn. Đấy cũng là một cái mà tiện để mà cho bà con mình học hỏi đấy.
Một ngày thì như anh vệ sinh chuồng trại trong cái trại của mình là khoảng mấy lần? Một ngày trong vệ sinh chuồng trại của mình là 2 lần, sáng và chiều. Dạ, vậy thì thời gian chăm sóc em nghĩ là cũng không có nhiều mấy nhỉ? Dạ. Dạ. Nói chung là mình chọn con giống chuẩn này, cho anh chắc anh đảm bảo vệ sinh chuồng trại, vậy là mình có thể nuôi cái con này nó ổn định. Dạ. Và cho em hỏi cái là giữa chồn hương với lại chồn mốc thì cái loại nào về giá trị kinh tế nó cao hơn ạ? Để về cái giá trị kinh tế thì thực sự là hai loại chồn hương, thì chồn hương và chồn mốc thì hai loại nó cũng tương đương nhau. Dạ. Và cái chồn hương và chồn mốc thì cái cách chăm sóc nó khác nhau thôi ạ. Khác nhau. Về chồn mốc này thì chăm sóc nó đơn giản và dễ hơn. Nếu mà để nói về chồn hương thì chăm sóc nó rất kỹ hơn một chút. Kỹ hơn một chút. Vâng, đúng rồi. Dạ. Còn thể trạng là con chồn mốc nó lại to hơn con chồn hương hả? Dạ, thể trạng thì chồn mốc thì nó sẽ nặng ký, có thể lên đến gấp đôi chồn hương. Đúng rồi. Thì mỗi loại cũng chia sẻ với các bạn là mỗi loại nó có một ưu điểm và nhược điểm riêng các bạn. Như chồn hương thì có thể là mang cái tính mà về có thể là làm dược lý nhiều hơn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đấy, có thể là người ta làm cà phê chồn hoặc là làm tinh dầu, làm xạ hương rồi nhiều thứ. Còn nếu nuôi chồn hương mà để nuôi thương phẩm, nuôi thịt thì mình nghĩ là không hiệu quả bằng chồn mốc, tại vì cái thể trạng của con chồn mốc nó to và nó lớn nhanh hơn rất là nhiều anh nhỉ. Dạ đúng rồi. Chồn mốc lớn rất nhanh. Dạ, thì cũng chia sẻ với lại quý bà con về một cái mô hình chăn nuôi động vật hoang dã, cụ thể là con chồn mốc, để cho các bạn có thể thêm ý tưởng trong tương lai hoặc là trong thời gian tới về những cái mô hình mà những chàng trai, những thanh niên rồi có ý tưởng khởi nghiệp lên như thế này, thì có thể là kiếm tiền bằng nhiều cách, có thể chăn nuôi, nhưng mà quan trọng là chúng ta có thể là chọn cái hướng đi làm sao cho nó đúng và chọn con vật nào sao cho phù hợp với lại điều kiện của chúng ta và điều kiện của mô hình nhà mình và khí hậu ở địa phương, như là con giống, thức ăn này, tất tật, thì miễn làm sao chúng ta phải chọn đúng hướng đúng không anh? Dạ đúng rồi. Là để mà chúng ta có thể khởi nghiệp. Thì thông qua cái buổi trò chuyện này rất là cảm ơn anh về cho em tham quan cái trang trại cày và móc của anh. Dạ. Ngày càng chúc anh là trang trại mình này phát triển hơn nữa. Và nếu có quý bà con nào mà có thể mà muốn tới đây tham quan học hỏi thì có thể là mong anh chia sẻ kinh nghiệm với họ được không ạ? Dạ, rất sẵn lòng ạ. Dạ, vậy thì tí nữa em sẽ xin cái số điện thoại của anh ha. Dạ. Em để trên màn hình hoặc là ở dưới phần mô tả, cho nếu mà quý bà con nào muốn học hỏi hoặc là tham quan cái mô hình của anh thì có thể tới đây cũng giống như em, rồi lắng nghe những cái chia sẻ giống như anh em mình trao đổi nãy giờ. Dạ. Thì hy vọng anh có thể giúp mọi người trong cái chuyện đấy. Dạ vâng. Dạ rồi. Dạ. Xin chúc anh ngày càng thành công hơn. Dạ. Video của mình đến đây xin được tạm dừng. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và subscribe kênh để theo dõi nhiều video hay hơn về chủ đề khởi nghiệp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.